15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương. Là 64 ngày rồi. Hôm nay hả chị? Hôm nay là 66 ngày. Chết ngày 5 mà bữa nay là ngày 9 mà em. Hôm qua em thấy anh yêu để là 65 ngày. Không đúng. Vậy hả? Cứ tính là cái ngày ấy. Con chào cô chú nha. Dạ. Hãy con hỗ trợ cầm phụ cho. Trời ơi, thấy chú nặng quá. Cầm nguyên một bịch xoài với một bịch dừa luôn. Trời ơi. Giờ mình đi lấy cái mâm đi ha. Lấy cái mâm bự. Dạ. Đúng rồi. Lấy hai cái đi, cái mình đừng mình ấy luôn. Dạ. Này bỏ này ra đây đi. Bỏ bớt đi. Anh đem vô trước, anh đem vô trước cái cô chú đựng đi, em đây. Lấy cái mâm, chỉ lấy cái dứa bự. Xoài, lấy hai mâm luôn đi. Lấy hai cái mâm mình để hai. Xoài nữa mà. Rồi, đi. Hai mâm đây hai bên. Có nhiều. Cái đó có lẽ để cô đừng bày hai mâm đi ha. Dạ. Một mâm viên hoặc một mâm dừa với lại hai mâm. Rồi con gửi mâm cho cô chú nha. Để đây à. Dạ, mình để bên đây bàn cho cô chú cho nó. Dạ. Gọi đem tới chị mang vô á. Gọi em đó mang vô. Dạ. Đưa được chút túi cho. Chút cho một mâm chiên xoài. Dạ. Cái dao cắt cái đây con hơi. Để mình cắt cho. Có cái mâm thật đó cô trình bày đây. Mình đi sao không chú? Hóc môn lên coi. Rồi từ hóc môn lên ha. Dạ thôi mình để hết luôn mâm. Mình để bên đây mâm xoài đây đi. Một mâm đi ha. Một mâm được cái. Một mâm chắc đủ. Ừ. Để xếp vô đây đẹp. Ai giữa rồi xếp vô đây. Xoài giống xoài cộng rành ha. Xoài này giống xoài cát và lọc hả cô? Mình mua chứ không biết xoài gì hả? Xếp vô nó đẹp. Xong. Dạ, còn mâm mình để bia luôn đi cô. Từ từ để con lấy cái bia thì mình xếp cái bàn cậu được tại bàn cậu rộng mà. Dạ. Rồi đẹp á ha. Để lấy cái cắt cái hoa giùm cô. Hoa trồng ra. Còn bình không anh? Bình thì còn chứ mình cắt ở kia rồi. Cắt này. Tự với hóc môn qua đây chứ cũng tiếng mấy hả cô? Đúng luôn. Dạ. Giờ không là gần 2 tiếng á, đi không làm đường. 2 tiếng đó, dạ. Không phải 2 tiếng đường. Đi thì dễ. Đi hơn đó. Có heo chị Google không chú? Không. Chú bây giờ cũng chạy nghe là cũng chạy nhanh. Phải hầm ha. Ừ. Vậy là mà vậy là mình lên có lạc đâu không con chú? Không lạc. À không có lạc nhưng mà hơi chậm ha. Khá đẹp. Holy đẹp lắm đó. Holy này kìa cắm vô lọ là tuyệt vời luôn. Rồi cảm ơn. Cảm ơn. Này là cũng coi mấy cái người này. Dạ. Chú nghe giọng chắc là quen hả chú? Quen lắm. Dạ. Con là 15F Bình Dương. Trời ơi, cảm ơn chú. Dạ, trời ơi. Quý quá, chú biết hết trơn luôn. Dạ. Bây giờ không coi cái chương trình gì cứ ngày là quần có nhiêu đó. Dạ. Vậy là ngày nào cũng coi vậy hả chú? Trời ơi, quý quá. Tuyệt vời luôn. Thôi bây giờ tụi con mang phụ chú cái mâm này ra ngoài nha. Dạ. Trời cho con phần thằng chú. Trời ơi. Cái gì anh? Không biết là còn cái ghế nào không? Bà xã ơi, lấy em anh cái ghế bà xã. Rồi. Đó, một mâm. Và một mâm hai trái dừa với cả chục cái trái xoài. Mà bây giờ mình lấy một cái ghế nữa. Đó. Cái chỗ này đất nó không được bằng. Trời cái hoa ly nó đẹp quá. Chú, à đây con anh bỏ anh bạn vào đi chú thấy chú cầm luôn. Dạ. Thôi mình để anh bạn đây đi chú chứ. Cắm
Hôm nay mình quyết định mình nghỉ ngày để mà mình viếng mộ hết cả chú. Đúng rồi, chưa chưa sắp xếp được, không làm sắp xếp. Rồi, con cho con. Nó có nước à? Có nước hả con? Nó có nước đầy đủ rồi. Dạ, dạ. Rồi, cô ôm vô. Chú ôm, bố đi vô. Đầy đủ rồi đó. Con để góc bên kia này. Cô lấy xe sát góc mình để lên mâm nó luôn đi chú, cái mâm dâu quá. Dạ. Dạ đúng rồi. Chắc là mình phải khui một lon ha anh. Cô khui được một lon thôi. Dạ dạ. Để bây giờ con lấy cho cô với chú mấy cái nhang này. Rồi con gửi cô chú 6 cây nhang ha. Dạ. À, cô chú ở Hóc Môn. Đúng rồi. Hồi nãy chú nghe cái giọng của anh chú biết cho mừng làm hết. À, như các cô chú các anh chị thấy thì phải nói bàn thờ của cậu Năm hôm nay á, tràn ngập hoa ly luôn. Hoa ly rất là nhiều và cũng rất là đẹp luôn. Thì hoa ly được các cô ở Tiền Giang, được cô chú ở Hóc Môn mang lên biến tặng, phải nói rất là tuyệt vời. Hôm nay là cô chú mới về dưới chú nhiều lần ha. Nó hơi ấy cô. Cẩn thận phỏng nha cô. Hơi nhiều nha. Tại vì hậu viên để cái ly hương nó hơi nhỏ nha cô chú. Rất là nhỏ. Chắc là cô phải nhờ chú cắm. Khi nó nóng cô, nó hơi phỏng lắm. Đúng rồi. À, tàn nhang thì rất là nóng nha. Tuyệt vời quá. Con nghĩ ở nhà cô chú là phải nói là chắc là rất là hay xem ở trên mộ của cậu Năm ha. Chú mê ổng từ năm chú 17 tuổi. Trời ơi, giờ là chú 50 mấy tuổi. Vậy là 40 mấy năm rồi. Quá là quý luôn. Con nghĩ thì cô chứ cũng cỡ đó luôn ha. Không phải cô trước giờ bà cũng biết gì hết, từ ngày tự nhiên mới bị nhiễm chú á. À. Nhiễm chú cái này là. Ôi ôi. Giờ bà cũng biết luôn rồi. Ôi ôi. Bây giờ bà cũng nghe rồi. Tham gia chút đỉnh gì không? Dạ dạ dạ. Dạ. Con chào chú. Chào đại gia đình nha. Dạ. Tôi cũng lỡ có chai rượu này tôi cũng vũ lên nè. Ôi ôi. Rượu gì đây chú? Rượu quý á. À, là cái này á tôi với Vũ Linh á. Là nếu mà Vũ Linh á là 68 tôi nhỏ hơn, tôi kêu ổng bằng chú cũng đúng rồi. Dạ. 65 tôi 51. Dạ. Thôi con xin kính tặng chú.